chào anh chị em. Lúc trước anh chị em mua tạ nuôi thú cưng của bên em rất là nhiều và bên em không đủ hàng để cung ứng cho mọi người. Nay bên em về lại 273.000 miếng tạ để cung ứng cho mọi người, và đặc biệt với mức giá cực kỳ ưu đãi. Tạ của nhà Luna Pet sẽ có hai dòng chính là dòng tạ thường và dòng tạ dày. Đấy, hai loại tạ này thì có gì khác biệt? Cùng bên nhà Luna Pet bên em đi so sánh. Như mọi người thấy, đối với dòng tả thường thì kích thước của nó sẽ nhỏ và mỏng hơn so với loại tả dày như thế này. Và bây giờ sẽ là thời điểm để kiểm tra độ thấm hút của hai loại này. Như anh chị thấy, đối với loại tả thường này tỷ lệ thấm hút của nó cũng khá là cao, bình quân là tầm 200ml. Với tần suất như thế này thì tầm 1 ngày thì anh chị có thể thay cái loại tả này được rồi. Đối với loại tả dày này thì tỷ lệ trữ nước và thấm hút của nó sẽ tốt hơn loại tả thường rất nhiều, cho nên là từ 2 đến 3 ngày anh chị có thể thay loại mới. Với những loại tả đa năng như thế này thì anh chị em có thể sử dụng nó lót vào khay vệ sinh này, chuồng trại này, ba lô hoặc là lồng vận chuyển để giữ cho cái khu vực thú cưng của mình nó sạch sẽ và trở nên thơm tho hơn. Tả bên em còn nhiều lắm anh chị em ơi. Anh chị em nào mua nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn nha mọi người. Liên mua tại giỏ hàng.